Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Chúc các bác một ngày tràn ngập niềm vui và nhiều sức khỏe. Đây là chiếc xe đạp địa hình khung carbon bánh 275 hiệu VISB, một thương hiệu của Đức rất là nổi tiếng. Được trang bị cấu hình rất là cao, rất là khủng luôn. Đấy, củ đề Shimano Dere XT cao cấp nhất trong dòng địa hình. Líp 10 tầng. Vành nhôm 2 lớp, vành 275, lốp 275 quả 2.0. Đấy. Đũa inox, đùi đĩa trục rỗng, dê Chopec. Trục rỗng thì rất là nhẹ các bạn. Gạt đĩa DOG. Gạt đĩa Shimano DOG. Toàn bộ khung là carbon. Trọng lượng nhẹ. Bánh trước cũng là 275. Vành 2 lớp, đũa inox. Tay bấm xả Shimano DOG 10 tốc độ, 3 líp 10 đĩa, 10 líp 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Phanh dầu Shimano. Toàn bộ phần sơn của chiếc xe thì là khá đẹp. Đây có một vết xước nhỏ nhỏ xíu thôi. Xước xíu xíu thôi. Xe bãi thì không tránh khỏi. Bây giờ em sẽ vào đo size và kiểm tra chuyển động cho các bác xem nhé. Size của chiếc xe từ tâm của trục đạp cho đến khóa cọc yên là 44 cm. Từ tâm của cọc yên cho đến tâm của phốt là 55 cm. Xe phù hợp những người cao từ 1m65 cho 1m75. Xe có 10 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Chuyển số thì rất cực kỳ mượt mà rồi. Bộ chuyển động DOG thì nó là cao cấp nhất của dòng địa hình rồi. Cực kỳ chính xác và chuẩn. Xuống đĩa. Đĩa nhỏ nhất, đĩa trung và đĩa to. Đĩa nhỏ, đĩa 2, đĩa 3, đĩa to nhất. Xe có giá bên em là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền, bảo hành cho các bác 1 năm. Bác nào quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ em trên số điện thoại Zalo màn hình nhé. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Ngoài ra còn rất nhiều xe đạp địa hình khác, các bác ấn vào nút đăng ký ở dưới màn hình. Cảm ơn các bác đã xem video.